Quang Hải được nhắc tên không thôi khắp châu Âu, được bơm doping cực kỳ bất ngờ trước trận giao hữu cuối cùng. Những gì mà Quang Hải thể hiện đã mang tới niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam về tín hiệu đầy lạc quan của cầu thủ nước nhà tại trời Âu. Sau hơn 2 tuần chính thức gia nhập Pau FC, tiền vệ sinh năm 1997 đã tạo ra được cơ hội ra sân ở 3 trận liên tiếp và gây ấn tượng lớn với truyền thông, cổ động viên nước Pháp. Sau trận đấu đầu tiên gặp đội bóng bán chuyên là Landes, Quang Hải đã đá chính và góp một bàn thắng, một kiến tạo chỉ sau 45 phút góp mặt, giúp cho Pau FC thắng đậm 5-0. Trận thứ hai gặp nhà đương kim vô địch Ligue 2 là Toulouse. Ngôi sao 25 tuổi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 và suýt ghi bàn giúp Pau FC thua 0-2. Tại màn so tài gần đây nhất thì Quang Hải có sự bước tiến cực kỳ lớn tại Pau FC khi mà cải thiện đáng kể thời lượng thi đấu. Tân binh người Việt Nam được huấn luyện viên trưởng đã tin tưởng sử dụng trong 65 phút cùng với các đồng đội thắng trận 1-0. Ngày 23 tháng 7 tới đây, Quang Hải sẽ có một bài test cuối cùng tại Pau FC trước khi hướng tới Ligue 2 trong mùa giải mới 2022-2023. Quang Hải hứa hẹn tiếp tục được ra sân thi đấu khi mà Pau FC chạm trán đối thủ đồng hạng Chamonix Nostal ở trận giao hữu tiền mùa giải cuối cùng. Đánh giá về Quang Hải, huấn luyện viên Tholot khẳng định tân binh đến từ Việt Nam đã thi đấu cẩn mẫn và nỗ lực kể từ khi gia nhập Pau FC. Những tố chất nổi bật như là lối đá thông minh, kỹ thuật của Quang Hải đã được ban huấn luyện đội chủ ghi nhận và việc số phút được thi đấu cải thiện là minh chứng cho điều đó. Màn trình diễn của Quang Hải ở 3 trận đấu đã qua tại Pau FC thu hút sự chú ý của người hâm mộ nước Pháp. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Sĩ Tuân, cổ động viên Việt Nam tại Pháp, nhiều khán giả xứ Lục Lăng bày tỏ sự thích thú khi mà xem Quang Hải thi đấu, muốn học cách phát âm tên chuẩn của cầu thủ này. Đối thủ cuối cùng của Pau FC trong đợt trận thứ 2 xếp thứ 13 ở Ligue 2 mùa giải trước, đó chính là Chamonix Nostal. Đây được xem là một màn tập dượt quan trọng của Quang Hải và đồng đội trước thềm bóng mới. Việc Quang Hải có được trao cơ hội hay không và thể hiện như thế nào ở cuộc đọ sức này, nó mang rất nhiều ý nghĩa. Trước trận đấu, Quang Hải bất ngờ được nhắc tới tại Việt Nam. Sức ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 1997 trong nước vô cùng to lớn, đặc biệt là với câu lạc bộ cũ Hà Nội FC. Mới đây, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Quang Vinh đã thừa nhận khoảng trống lớn tại đội bóng thủ đô sau khi mà Quang Hải chia tay. Ngay khi mà chúng tôi tiếp cận và thảo luận với Quang Hải về chuyện gia hạn hợp đồng vào cuối năm 2022, cậu ấy đã luôn đề đạt và bày tỏ ước mơ một lần được thi đấu tại châu Âu. Sau đó thì chúng tôi cũng đã xác định được sân chơi V-League không còn phù hợp với Quang Hải. Vì vậy không hẳn là đàm phán thất bại mà chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất chắp cánh cho Quang Hải thực hiện ước mơ. Tiếc rằng V-League đã vắng bóng Quang Hải. Hà Nội FC bây giờ đã có sự chuẩn bị và thay thế Quang Hải và sẽ phải mất thêm thời gian để lắp ghép và nhuần nhuyễn hơn. Nhưng mục tiêu thì vẫn không thay đổi, đó là chức vô địch V-League và đảm bảo thành công danh hiệu cúp quốc gia. Đó là mục tiêu mà tất cả các thành viên Hà Nội FC luôn tâm niệm phải hoàn thành bằng được, ông Đỗ Quang Vinh khẳng định. Không còn Quang Hải, Hà Nội FC khởi đầu V-League 2022 chậm chạp nhưng dần cho thấy năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Thắng lợi 3-0 trước Sài Gòn hôm ngày 20 tháng 7 giúp đội chủ sân hàng đấy cân bằng điểm số với đội bóng đầu bảng Hải Phòng, chỉ xếp dưới do kém chỉ số vụ dù thi đấu ít hơn một trận. Còn tiền vệ mang áo số 19 của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở Ligue 2 vốn gồm rất nhiều cầu thủ gốc châu Phi, vì vậy thể lực là vấn đề đối với một tân binh đến từ Việt Nam như Quang Hải. Trên một tờ báo nổi tiếng của nước Pháp, huấn luyện viên thể lực của Pau FC đã chỉ ra những khó khăn trong quá trình rèn luyện thể lực trước mùa giải mới. Toàn đội đã tập luyện bắt đầu từ 9 giờ sáng và buổi chiều bắt đầu từ 18 giờ. Có hôm thời tiết lên tới 38 độ C. Các cầu thủ cần nhiều thời gian phục hồi. Một số cầu thủ thì có hiện tượng ngủ không ngon giấc và mất nước. Tình trạng như vậy sẽ khiến họ dính chấn thương. Chúng tôi vẫn phải đảm bảo các cầu thủ không dính chấn thương và chuẩn bị cho một nền tảng thể lực tốt nhất. Vị huấn luyện viên thể lực của Pau FC đang cố gắng điều chỉnh và đưa ra những giáo án phù hợp cho các bài tập thể lực của đội bóng. Vị huấn luyện viên này cho hay, Pau FC tập từ 9 giờ sáng, buổi chiều bắt đầu từ 18 giờ. Có những hôm thời tiết trên 38 độ, tất nhiên là các cầu thủ sẽ có thể tập luyện được, nhưng mất rất nhiều thời gian để phục hồi. Vị huấn luyện viên này thì lo lắng cho nhóm cầu thủ tân binh, nhất là với những người vừa thay đổi hoàn toàn môi trường như Quang Hải. Huấn luyện viên thể lực của Pau FC không nói rõ là ai, nhưng thừa nhận biết là có những người mới bị mất ngủ do nắng nóng và thời tiết thì không thuận lợi tại Pháp. Tập luyện và thi đấu trong điều kiện như vậy rõ ràng là một bất lợi. Với những người đã chơi bóng ở Pháp lâu năm, họ có thể điều chỉnh nhịp độ sinh học để thích nghi với môi trường. Nhưng với những người mới đến như Quang Hải, việc thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt rõ ràng ẩn chứa nhiều nguy hiểm chấn thương. Tuy nhiên, trong buổi tập mới nhất thì cổ động viên Sĩ Tuân, người luôn theo sát Quang Hải, đã ghi lại khoảnh khắc
Vị huấn luyện viên thể lực đã có cử chỉ rất thân mật với tân binh đến từ Việt Nam. Huấn luyện viên thể lực của Pau FC cười tươi, bắt tay động viên Quang Hải. Dường như vị huấn luyện viên thể lực này tỏ ra rất hài lòng với sự tiến bộ của tiền vệ số 19. Hiện tại, Quang Hải và các đồng đội đang tích cực tập luyện trong trận giao hữu tiếp theo. Đây là đối thủ được đánh giá là có cùng đẳng cấp với Pau FC, xếp thứ 13 League 2 trong mùa giải trước. Sau 3 trận giao hữu, Quang Hải đều được tạo điều kiện ra sân thi đấu. Trận đầu tiên với đối thủ nghiệp dư là Landes, tiền vệ đội tuyển Việt Nam chính thức ghi một bàn trong chiến thắng 5-0. Trận thứ 2 trước một tân binh League One Toulouse thì Quang Hải đã vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 và suýt nữa thì sẽ có một bàn ghi đẹp mắt. Trận này Pau FC thua 0-2, còn trận gần nhất Quang Hải vào sân phút 25 và có hai cơ hội khá nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng Quang Hải chính là cầu thủ đã góp công rất lớn đưa bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong những năm trở lại đây. Năm 2018, U23 Việt Nam gây chấn động khi mà giành ngôi Á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu. Một chiến tích lịch sử đó thì Quang Hải đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ với siêu phẩm, một cú sút phạt đẹp như tranh vẽ vào lưới của U23 Uzbekistan. Cũng trong năm 2018, cầu thủ sinh năm 1997 lại thi dấu ấn với bàn thắng vào lưới của Olympic Nhật Bản ở ASEAN 18. Đó là việc U23 Việt Nam xuất sắc lọt tới vòng bán kết và chỉ dừng bước trước Olympic Hàn Quốc. Đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Vào cuối năm 2018, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup sau tròn 10 năm chờ đợi. Kể từ đó đến nay, bóng đá Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tích đáng kể như là tứ kết Asian Cup 2019, huy chương vàng SEA Games 30 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cầu thủ mang áo số 19 chính là nhạc trưởng trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ câu lạc bộ, Quang Hải cũng đã giành mọi danh hiệu cùng với Hà Nội FC như là 3 lần vô địch V-League, 2 cúp quốc gia, 3 siêu cúp, quả bóng vàng Việt Nam 2018, cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Những thống kê trên để đủ thấy rằng sân chơi V-League đã không còn là xứng đáng với đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1997. Ở tuổi 25, Quang Hải đang ở độ tuổi 9 trong sự nghiệp, nhưng cầu thủ mang áo số 19 vẫn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Hay nói cách khác, Quang Hải đã bất chấp từ bỏ một vị thế ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam để gây dựng lại từ đầu ở châu Âu, nơi quy tụ của những làng túc cầu thế giới. Và đương nhiên, nó cũng sẽ rất khắc nghiệt. Trận đấu giao hữu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23 tháng 7. Tin vui mới đây đến từ người hâm mộ Việt Nam khi mà có nhiều khả năng sẽ được theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình đội bóng của Quang Hải thi đấu ở League 2 trong mùa giải 2022-2023.